Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của bão số 8 nên từ đêm qua ở trạm đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9 giật cấp 11, trạm đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 7 giật cấp 8, Thạch Cửa Ông có gió mạnh cấp 6 giật cấp 9. Trong sáng nay, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng tiếp tục suy yếu dần về cường độ. Đến 7 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão vào khoảng 18 độ Vĩ Bắc, 106,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển từ Nam Định tới Quảng Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển tiếp tục theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa tới Quảng Bình. Dự kiến thời gian đổ bộ vào đất liền của bão số 8 sẽ là từ 16 tới 19 giờ chiều ngày hôm nay. Sau khi đổ bộ, thì bão nhanh chóng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 40 km/h. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên giật từ cấp 8. Phía Bắc vĩ tuyến 16 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão, trong ngày hôm nay ở vùng ven biển từ Quảng Ninh tới Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7 giật cấp 9. Một số nơi ở phía Bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh. Ở vịnh Bắc Bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6 tới cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 tới 5 mét, biển động rất mạnh. Ven biển các tỉnh từ Thái Bình tới Hà Tĩnh cần đề phòng nước dâng do bão cao từ 0,3 tới 0,5 mét, kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp vào sáng nay. Cùng với gió mạnh là nguy cơ về mưa lớn, dự báo từ nay tới hết ngày 15 tháng 10, tại khu vực Bắc Bộ cũng như là các tỉnh miền Trung từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế sẽ xuất hiện một đợt mưa to đến rất to. Tại khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình là nơi tâm áo ảnh hưởng trực tiếp, là ảnh hưởng của không khí lạnh nên sẽ có mưa to với lượng từ 200 cho tới 300 mm, cá biệt có nơi trên 350 mm. Với lượng mưa lớn như vậy, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ và các sông suối từ Thanh Hóa tới Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này thì đỉnh lũ trên các sông suối nhỏ thuộc khu vực Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa tới Hà Tĩnh, các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị lên mức báo động 1 đến báo động 2 và trên mức báo động 2. Riêng đỉnh lũ trên sông Thao của tỉnh Yên Bái đạt mức báo động 2. Hạ lưu các sông chính tại Nghệ An và Hà Tĩnh ở mức báo động 1. Các sông chính của khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa còn dưới mức báo động 1. Sau khi bão số 8 đổ bộ thì trên giải hội tụ nhiệt đới có trục ở vào khoảng từ 16 tới 19 độ Vĩ Bắc, tiếp tục hình thành thêm một vùng áp thấp nữa. Dự kiến đến 12 giờ ngày mai, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 14,2 độ Vĩ Bắc, 116,3 độ Kinh Đông, trên khu vực giữa Biển Đông. Trong 24 giờ tới, áp thấp di chuyển chủ yếu theo hướng Tây và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Vùng thấp này sẽ cùng di chuyển vào đất liền Trung Trung Bộ trong tối ngày 17 tháng 10. Như vậy, do hình thành đúng lúc không khí lạnh mạnh tràn xuống, nên xoáy thấp này không đủ khả năng để mạnh lên thành bão số 9. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đối với giải hội tụ nhiệt đới phân tích trên, kết hợp với không khí lạnh tăng cường, nên mưa to đến rất to ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 19 tháng 10. Mưa lớn đổ xuống đúng những khu vực từng trải qua những cơn mưa to do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 7 vừa qua, đất đá đã bở nhão và ngấm nước. Do vậy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập úng cục bộ tại các tỉnh vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, đặc biệt là tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Quảng Trị. Do có mưa nên nền nhiệt độ trong ngày ở cả hai khu vực đều có xu hướng giảm. Mức nhiệt cao nhất ngày phổ biến ở Bắc Bộ trong khoảng từ 24 tới 27 độ, giữa khu vực Nam Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chỉ trong khoảng từ 22 tới 25 độ. Khu vực Thừa Thiên Huế trở vào cho đến Bình Thuận sẽ có mưa ít hơn nên ngưỡng nhiệt sẽ là từ 29 cho tới 33 độ. Ở phía Nam, mặc dù không chịu tác động trực tiếp của bão số 8, nhưng do tác động của rìa phía Nam giải hội tụ nhiệt đới cũng khiến cho trường gió Tây Nam hoạt động mạnh, nên trong ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa rào và dông xảy ra trên diện rộng. Cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa ước tính sẽ đạt từ 30-60 mm, có nơi trên 90 mm. Tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay.
Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3, đêm tăng dần đến cấp 4, đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Tây Bắc cấp 2, cấp 3, trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4, riêng vùng ven biển có gió mạnh dần lên cấp 6 đến cấp 7, giật cấp 9, trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-25 độ. Các tỉnh Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa to rất to, riêng Thừa Thiên Huế có mưa rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 3, sau tăng lên cấp 4, riêng phía bắc Thanh Hóa tới Quảng Bình có gió mạnh dần đến cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 9, có nơi có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, phía nam có nơi trên 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng tới Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Tây Nguyên, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ. Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to. Gió tây nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ. Thank you.